này thiện hiện thế nào gọi là bốn điều không sợ này thiện hiện tất cả như lai ứng tránh đẳng giác tự xưng ta là tránh đẳng giác thì dù có sa môn hoặc bà la môn hoặc thiên ma phạm hoặc ai khác trong thế gian y cứ vào pháp lập vấn nạn hoặc khiến cho người ta nhớ nghĩ phật đối với pháp ấy chẳng phải tránh đẳng giác ta đối với vấn nạn kia thấy rõ là không duyên cớ vì đối với vấn nạn kia thấy rõ là không duyên cớ nên được an ổn vững vàng không sợ không hãi nên tự xưng ta ở ngôi đại tiên tôn quý ở giữa đại chúng chính thức giống tiếng giống sư tử chuyển bánh xe đại phạm mà tất cả sa môn hoặc bà la môn hoặc thiên ma phạm hoặc ai khác trong thế gian quyết định không ai có thể chuyển đúng như pháp đó là thứ nhất tất cả như lai ứng tránh đẳng giác tự xưng ta đã vĩnh viễn diệt tận các lậu thì dù có sa môn hoặc bà la môn hoặc thiên ma phạm hoặc ai khác trong thế gian căn cứ pháp lập vấn nạn hoặc khiến cho người ta nhớ nghĩ phật đối với lậu ấy chưa được diệt tận vĩnh viễn ta đối với vấn nạn ấy biết rõ không có duyên cớ vì đối với vấn nạn ấy biết rõ không có duyên cớ nên an ổn vững vàng không sợ không hãi tự xưng ta ở ngôi vị đại tiên tôn quý ở giữa đại chúng chính thức giống tiếng giống sư tử chuyển bánh xe đại phạm mà tất cả sa môn hoặc bà la môn hoặc thiên ma phạm không ai khác trong thế gian quyết định không ai có thể chuyển đúng như pháp đó là thứ hai tất cả như lai ứng tránh đẳng giác tự xưng ta vì các chúng đệ tử nói pháp có thể làm chướng ngại nhiễm ô thì chắc chắn chướng ngại dù có sa môn hoặc bà la môn hoặc thiên ma phạm hoặc ai khác trong thế gian y cứ vào pháp lập vấn nạn hoặc khiến cho người ta nhớ nghĩ có pháp nhiễm này chẳng thể làm chướng ngại ta đối với vấn nạn ấy thấy rõ là không có duyên cớ vì đối với vấn nạn ấy thấy rõ là không duyên cớ nên được an ổn vững vàng không sợ không hãi nên tự xưng ta ở ngôi vị đại tiên tôn quý ở giữa đại chúng chính thức giống tiếng giống sư tử chuyển bánh xe đại phạm mà tất cả sa môn hoặc bà la môn hoặc thiên ma phạm hoặc ai khác trong thế gian quyết định không ai có thể chuyển đúng như pháp đó là thứ ba tất cả Như Lai ứng tránh đẳng giác tự xưng ta vì các chúng đệ tử nói đạo xuất ly, chư thánh tu tập quyết định xuất ly, quyết định thông đạt hết sạch các khổ thoát vòng khổ não, dù có sa môn hoặc bà la môn hoặc thiên ma phạm hoặc ai khác trong thế gian căn cứ pháp lập vấn nạn hoặc khiến cho người ta nhớ nghĩ có tu đạo này nhưng chẳng phải thật sự xuất ly, chẳng phải thật sự thông đạt, chẳng phải thật sự hết khổ, chẳng phải thật sự thoát vòng khổ não. Ta đối với vấn nạn ấy thấy rõ là không có duyên cớ, vì đối với vấn nạn ấy thấy rõ không có duyên cớ, nên được an ổn vững vàng, không sợ, không hãi, tự xưng ta ở ngôi vị đại tiên tôn quý, ở giữa đại chúng chính thức giống tiếng giống sư tử, chuyển bánh xe đại phạm mà tất cả sa môn hoặc bà la môn hoặc thiên ma phạm hoặc ai khác trong thế gian quyết định không có ai có thể chuyển đúng như pháp đó là thứ tư này thiện hiện đó gọi là bốn điều không sợ